Hello, Lan chào cả nhà. Tối nay gia đình Lan ăn món bò nhúng giấm. Món này thì rất là đơn giản bà con. Hôm nay Lan không ăn mắm nêm, Lan ăn nước sốt con guốc nhỏ. Rồi, Lan bắt nước lên, Lan trụng bún nha. Trụng bún dắt nhiều quá ăn. Trụng dắt đi, nhanh dắt. Mình chế vô miếng dầu ăn nha, cho cục bún đừng có vính lại với nhau. Cái này được rồi nha bà con, đang tắt lửa đang đổ nó ra, mình xả lại nước ấm ấm nha, tắt lửa xả bún nha. Đây, Lan đã xắt bò rồi nha, với củ hành. Thì cái món này rất là đơn giản bà con, chỉ bò nhúng giấm thôi. Còn tôm thì Lan bỏ ra chút xíu, mình có ăn thì mình nhúng vô. Rồi bây giờ Lan bưng lên nhà trên nha. Ừ, xong rồi đó. Rồi bây giờ Lan đi ra sân bẻ một mớ tắc, mà nó cái cha cái da nó còn xanh xanh gì nha bà con. Đó, đặng Lan xắt, Lan để vô trong cái nước mắm. Trái xanh gì Lan mới lấy nha. Đây nè, cái vỏ xanh xanh gì nè, đó. Tại cái cây này cái lá với cái trái nó hơi giống giống nha bà con, tại vì cái dạng nó cũng là xanh xanh vậy nè. Đó rồi, đây trên này nữa nè, trái nhiều lắm mà nó xanh xanh thì mình không có thấy, mình tưởng đâu nó không có trái, chứ thật ra trái nó nhiều lắm nè bà con, thấy không? Đó này nữa nè, đó làm thấy mấy cái trái non non gì nè bà con, cái vỏ nó còn xanh xanh nó mình ăn nó ngon lắm nha. Rồi một túi rồi thôi, Lan đi vô. Trái tốt lắm nè, bự lắm bà con ơi nè. Trái tắc mà nó bự vậy nè, trái hạnh, trái tắc á, nó bự gì đó. Ủa mập lù uống luôn nè. Trái nào nó bự dễ sợ không ơi nè. Trong này nữa nè. Thôi Lan đi vô. Okay. Tỏi, ớt, bây giờ Lan xay tỏi nha. Nãy giờ Lan lột xong rồi đó, xay tỏi làm nước mắm, một chút xíu xay ớt xay. Rồi Lan lấy một mớ tỏi, Lan làm cái nước súp nha bà con. Lan để qua đây, để qua cái nồi đây. Rồi cái này ớt Lan để vô lại đi xay tiếp tục. Đây hồi nãy Lan lấy tỏi để vô đây nha, bây giờ Lan để dầu ăn vô. Rồi bây giờ Lan để nước lạnh vô nha. Thì Lan nhắm cỡ một cái chảo được rồi bà con, cỡ một chảo mình nhúng giấm vậy đó. Lan để vô một cái giấm một tô nhỏ này thôi nha. Thì nói chung nêm nếm thì tùy khẩu vị gia đình mình nha bà con. Rồi bây giờ Lan để muối vô nha, một muỗng muối. Thường thì Lan để 2 muỗng thôi, cái này chua chua ngọt ngọt mới ngon nha. Một chút xíu bột ngọt, nếu ai không ăn khỏi để bột ngọt nha bà con. Đây Lan xay tỏi ớt rồi nha, bây giờ Lan để nó ra. Ở đây cái mắm này nè bà con, đó có con ruốc nha. Thế thì là để chanh, để tỏi ớt vô. Bây giờ làm để mắm ra nha. Cái này con ruốc nó nhỏ nhỏ nè, ngon lắm. Ngộ cái gì mắm là giờ người Việt mình thích là. Bây giờ làm để đường vô cho nó tan nha. Làm để 2 muỗng đường vô. Nói chung nêm nếm thì tùy khẩu vị gia đình mình nha bà con, nhằm khi khó chỉ, nhầm người chỉ nguyên tắc nhiều nhiều vậy, chứ thật ra là ăn theo khẩu vị gia đình mình đi, nhầm người làm ngọt ngay à, nhầm người làm mặn quá, chứ chỉ chắc ăn bao nhiêu khó lắm. Thì chỉ Lan chỉ nguyên liệu làm thôi, còn mình ăn mặn lạ thì tùy gia đình mình, chua đồ gì đó.
Rồi đang để cái chanh vô. Trái quắc chứ, trái tắc á. Lựa mấy cái trái non non gì là bà con nó mới ngon nha. Đây, đang nặng nước nó vô. Rồi cái này nè, đang sắc nó nhuyễn vô. Mỗi khi mình ăn trứng nó ngon lắm. Cái vỏ bà con sắc nhuyễn để vô. Lăn nặng vô nhiều quá, lăn sợ nó chua nghe, lăn không nặng vô nữa, bây giờ lăn sắt lăn bỏ vô rồi. Lăn để ba trái đi nha. Ba trái chờ lăn trộn nó lên coi nó làm sao nha. Đó, cái nồi này nó tan đường gì lên mình bắt lửa lên mình để vô làm nhúng ăn liền được rồi đó bà con. Lăn nêm nếm nó vừa đó thì nó hơi ngọt ngọt chua chua vậy đó. Có cháy tỏi rồi vô thì nó thơm vậy là được rồi đó. Lăn tắt lửa xong rồi nha, lửa đó rồi lăn quậy đều nó lên coi nó sao nha, nếu còn thiếu cái gì thì mình để vô thêm. Để lăn nêm thử nó sao, nó còn mặn mà nó thiếu chua nữa bà con ơi. Đang để đường thêm nha, mặn lắm. Đang để một muỗng nữa, tại này nó nguyên một keo lắm. Lan dùng thêm một cái vỏ trái tắc nữa nha. Ăn trúng cái vỏ tắc rất ngon lắm bà con ơi. Rồi đang để nó vô nha, xong rồi đó, vậy là được rồi. Rồi đi ra sau hè bẻ một mớ rau nữa là vô ăn được rồi đó bà con ơi, đơn giản lắm. Xong rồi nha, đó, vậy đây, ui ngon chưa? Rất nhanh, đi làm về làm mau lắm, là có món ăn rồi. Hello, Lan xin chào cả nhà. Lan đã làm xong cái món bò nhúng giấm nha bà con. Ngon chưa? Mời cả nhà ăn tối với gia đình Lan nha. Thì ở đây thành phần có là giấm nè, coconut juice, vinegar, sugar, salty sauce and water, garlic. Rồi bên đây thì thịt bò beef với ái nhìn, với corn, tôm, mắm nêm. Trời đất ơi, mắm tôm không biết được đâu, dịch đâu, thôi khỏi đi. Ngon chưa bà con? Còn rau thì Lan ra sao hè Lan bẻ nè bà con ơi, ngon chưa nè, đó lá bự bự không nè đó. Mời cả nhà, mời cả nhà, mời cả nhà anh Ly một ổng bữa nay ăn thêm bữa nó chắc sưng cái giò rồi. Để củ hành vô, mai còn nó mê củ hành lắm, để củ hành vô cho cái chén anh để sốt nè. Đây để sốt đi, đưa mày muốn chứ. Cho mày cổ này sờ bịch mình đi. Thấy chưa? Để củ hành vô cho nó. Bỏ tôm nha, tôm thay gờ, càng cố gắng biết tôm thay gờ nữa kìa. See the tiger prawns? They're like the patterns are like a tiger. But why the tiger prawns are like different? Rồi con làm rồi bà con ăn đi, cái món này món gì con nói gì mà nội đây. Mày nó ăn đây mà mày chơi gì? Mệt mày quá. Món này món gì? Dạy nó không? Bò nhúng giấm. Bò beef. Nah, it's just like beef hot pot. Beef hot pot. Yeah, just like beef hot pot. You wanna wrap your own one? Daddy? Yeah. Why do you think that's a prawn? Oh, cái này. Để em đang làm cho nó cái này. What? Because there's like different species. Because grandma got two different types. Why? Because she wanted to eat two different types. I don't know why, bro. À tôm mà tôm đó luộc rồi phải không? Mà để đó đi chị ăn thiếu không mình ăn cái luộc rồi. Okay. Make a coral fish. Yeah. Bỏ đường trái gì nè. Hỏi đấy sao có hai loại tôm nó sang nó khác nhau. Là tiger prawn mà chính. Tiger prawn.
cái tôm này cũng là bà hình như là banana chứ không phải thay rồi banana. Thì con nói hai loại tôm khác nhau mà con biết một cái chín một cái không chín mà con nói thôi là hai cái là hai cái nhau mà mẹ nói chung con tưởng là khác cái này là banana còn này khoai tiger khoai cây nhà lá dừa rồi mời cả nhà làm tưởng nó không biết cái vụ tôm chín tôm sống cho nó biết. Yep, my God, it's better, yeah. Gao sao hè không nói như là con nãy mà lan mũi cắn quá không quay pin. You want some lettuce? Thái lẹ vô con nè nó nè, ngắt cá nữa nè. You want some veggies? Yes, I want some lettuce. You put some lettuce in there? À, đem lấy cho. Không, một ngày dạo dạo còn hơi vừa chín tới nó quất lá. Okay, now we wait for the meat. Hai chồng trước khi ăn phải phải phục vụ cho nó trước nữa nha bà con. Get some meat. Bỏ miếng đợi vô cho nó còn. Còn đứa nào? Cô bé. I'm giving you some meat. Ooh. Daddy. Yeah, bro. I like my one with prawns. You want prawns? We'll have to wait for the prawns, but how about you have the meat one con first? Con á, con muốn ăn con, con phải wait. Oh, you want a prawn one? Or we'll wait for the prawns? Muốn cái con bự đâu chụng đi sơ cái này lột cho nó con đi chụng sơ cái con bự chứ chín rồi tép cũng chín rồi kìa không tép chưa đâu nó thấy gì chứ cho nó nóng chút xíu này nó chưa rồi we're like the fat one alright okay so you have to cut it up to small pieces yeah yeah I'm gonna break it into small pieces for you bro nè để nguội ha cho thằng kia cho kịp thời nãy đó đi họ đưa xuống ngồi dưới một kêu nó đó rồi mời cả nhà ăn nha chấm miếng thịt bò mời cả nhà ông nội ra rau thơm nhưng mà bự dữ làm gì vậy ăn cái ba cái hem bố em mấy bữa cái hem mới ăn có một ngày mà bà cũng là bà ừ, cái đó là xà la mì nó bị nè xà la mì chị mơ ăn cơm cái dạ cho thật không mới cúp điện à cơm đi hả ok rồi cúp điện cái gì không thịt bò ở đây ví dụ gì chứ bao ngon bò út bao ngon soon I'm just waiting for cái mắm này ngon lắm anh luôn cái con là con guốc nhỏ nhỏ này là bà con ngon lắm. Yeah, it's here. We gotta get a bowl for it. Beautiful. Anh đi bánh ăn bò hai bữa là phải uống thuốc. Trời bị rồi. Nhiệt gao quá bà con. Anh em nào có bị bệnh gao thì đừng có ăn bò nhiều quá. Bà lột cho đây. Nè, máy lò ở đây ngồi nè con. Dạ. Nè, máy lò. Máy lò đó. Ông cho kìa. Nó dí dọn nè. Ông nội cho con kìa. Bò mà ai ăn nó nhúng lên, đừng có nhúng dùm ai. Dạ. Bò ai ăn nó nhúng á. Ừ, đừng có ai nhúng dùm ai á. Cuốn lại một cuốn đi mà con ươi cho nó ngon nè. Lâu quá mới ăn bò nướng giấm. Đi qua anh biết. Biết. Ăn mời cả nhà nha. Cái gì vậy? No brains, mate. Thế à hả? Nay sẽ cũng dở gì? Ướt quá. Alright, let me just put it in here. Let me cook it one more time. I'll eat the brains. Okay. My God. Why do you like the brains, Daddy? À, cô gái. Cái chua quá con. Cái này ngon, ăn trúng miếng canh ngon thiệt là ngon vậy mày cột. Alright. Alright, you gotta put that sideways, bro. You put your plate sideways.
Làm nhúng mà hơi cần thôi, đừng nhúng quá. So you're gonna roll it in the side. Do the sides first. So you grab the sides. Wait, wait, no. It's breaking, babe. Let me help you. I don't wanna do it. It's breaking. Đơn giản dễ làm đúng không bà con? Cái nhà lát nhiều. Không có nhiều tiền quá. Để rồi. Just go. Stop. Yeah. Now do the other side. I know what to do. I told you I know what to do. Okay, I'm holding the plate for you. Để có hai trái ớt mà cay ta. Yep, that's it. Mình trộn bún gì vậy? And now we just do it like this. Yeah. Thấy không? Yeah. Sợ tâm nó dắt. No. From here, you roll up. Yeah. That's it. Beautiful. Like that. Yeah. Yeah. That's it, bro. Cheers, man. Try one. Hình như tôm được rồi, mẹ mẹ dốc nó ra mới được. I thought this, mine was medium size. Mm. À, tôm được rồi, đánh dốc nó ra. Ngon hả mấy con, lâu lâu ăn ngon hả con hả? Yeah. Lâu ăn lại ngon. Ý là nói ai bỏ nấy ăn đó nha, mà còn nó còn chín nữa nè, trời. Dạ qua vô lợi nó chín rồi. Thịt bò nó mà chín lắm. Thấy làm gì chứ ăn chừng 4-5 cuốn no rồi. 4 cuốn rồi vậy kìa. Cái đứt là cô gà mấy cuốn? Cô gà mấy cuốn, how many? How many cuốn? How many? Go. That one. This is your first one. Okay, I'll just show you. I'll help you. You'll have a nice warm shower so you won't not be sick anymore. Okay. Daddy, you have any beef yet, Daddy? Daddy, you'll be here. Yeah. Yeah, I just cooked that before, bro. Why not eat it? Because I'm bringing that to work tomorrow. Múc cho nó ăn nè. Không. Ăn không, đừng cho ăn mập nữa. Nó ăn nãy giờ không, đừng cho nó nữa. Ăn nhiều đủ rồi. Tuôn tuôn phở mày. Thấy đừng có ăn chưa hết thịt bò nữa. Ăn uống hết nổi rồi. Hết em. Rồi bò đó nữa, trong cổ làm miếng thịt xào anh. À. Xào. Mới con ăn thịt gà. Gà mà nướng sao chóng nổi vậy? Nướng miên, loại kiểu miên. Gà nướng mỏi. Nói tiếng Anh với bà con thì bye bye bà con. Rồi thôi, Lan tới đây kết thúc pin. Cảm ơn bà con bỏ thời giờ coi video của Lan, cuộc sống gia đình của Lan hàng ngày ở Úc nha. Mấy bữa nay cháu nó bị mọc gân, nó ốm, mà tội nghiệp, ăn không được, ăn uống không được. Thôi Lan xin kết thúc pin. Lan cảm ơn bà con bỏ thời giờ coi video của gia đình Lan. Lan cảm ơn rất nhiều. Lan xin chào cả nhà, hẹn bà con lại tiếp sau. Nhớ đăng ký và chia sẻ ủng hộ giùm Lan. Lan cảm ơn rất nhiều. Nói đi, nói cảm ơn bà con. Cảm ơn bà con. Ừ, nó nhìn vô cái máy kìa, nói. Đừng có ướt lên, nói đi. Cảm ơn bà con. Cảm ơn bà con. Thank you. Thank you so much. Thôi Lan xin chào cả nhà, bye bye bà con. Hẹn lại lúc sau, anh Liêm. Còn giờ này con ăn tôm hay gì vậy? Gần nha, anh chồng nha. Gan cỏ lớn tuổi rồi, giờ nhai hết được rồi bà con ơi. Anh Liêm gan cỏ hư hết trơn rồi, tốn tiền nữa. Thôi Lan xin chào cả nhà, bye bye bà con, hẹn lại clip sau nha, bye bye. Bye.